Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Kazu của nhóm Double Wish. Hôm nay đi đến một người. Thật ra tôi đã đi đến ở đây, nhưng mà sai dùng mỗi đi đến nhà hàng, quán hàng nhỏ mà hôm nay chỗ tăng. Có hai phòng ở đây, theo cứ đi 700 sau. Và rất nổi tiếng cho người Việt Nam. Ok. Chắc chắn ngon. Tôi cảm thấy ở Việt Nam món ăn là hơi ngọt, nên cái này súp này mắm muối và nghe nói người Việt Nam không thích mắm muối. Tôi thích hủ tiếu không bỏ thì hủ tiếu là cái này không dài nén rất ít. Quê tôi có đặc sản mì ramen. Mì ramen là không dài. Mì không dài. Mì này mềm không? Mềm. Mềm. Ở Việt Nam mì tất cả mềm. Ở nhà không có mềm. Chỉ có hỏi cứng. Số mềm là mềm hơn. Đúng rồi. Súp này có rất nhiều garlic. Nên ngon. Nhưng mà garlic rất nhiều nên tôi không để không với cô gái. Xa mất rồi. Chú quá. Hết rồi. Hủ tiếu là ăn dễ nên tôi muốn ăn mỗi ngày. Người Việt Nam ăn hủ tiếu khi nào? Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Tôi muốn ăn hủ tiếu buổi chiều 100% là buổi sau. Theo khả dư Chính xác. Tôi xin nghĩ hủ tiếu là hút nhau món ăn buổi chiều hương vị và khối lượng tất cả hốc nhồi của tôi nên
xin phạt. Mọi người ăn đi, ăn đi, ăn đi.